Đối với chức năng phun hạt hoặc là phun vôi, các bạn chỉ cần lắp ống dẫn và thay bằng khay lọc hạt. Bây giờ chúng ta sẽ tháo hai con ốc hai bên để lấy bình chứa ra và thay khay lọc nước bằng khay lọc hạt. Chúng ta tháo ron cao su của khay ra và thay vào ron lọc hạt. Gắn bình chứa trở lại. Khi chúng ta sử dụng phun hạt thì ở đây các bạn sẽ có một cần ga và một cần điều chỉnh lượng hạt xuống tùy theo mục đích của các bạn, muốn phun xa hay gần hoặc là phun nhiều, lưu lượng hạt nhiều hay ít mà các bạn điều chỉnh cần ga hoặc là cần lưu lượng hạt. Vâng, như vậy là tôi đã giới thiệu xong và hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau của chiếc máy phun đa chức năng 3WFSB. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.